Hello, xin chào các bạn. Các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel cùng với GITP trong buổi sáng ngày 30 tháng 5 năm 2024. Và ngày hôm nay thì trong buổi bản tin buổi sáng thì GITP sẽ cập nhật với các bạn trong cái kỳ cơ cấu quỹ tháng 6 thì những cái cổ phiếu nào sẽ lọt top cũng như trên màn hình, và cũng như thời gian qua thì các bạn có thể thấy khối ngoại liên tục bán ra. Và trước khi bắt đầu những cái bản tin thì chúng ta sẽ phân tích một chút các cái thông tin mà chúng ta sẽ diễn biến được cập nhật trong ngày 30 tháng 5 này. Và trước khi bắt đầu thì các bạn hãy cho GITP những lượt like, những lượt chia sẻ và những lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Phía bên trái màn hình thì GITP có để cả mã QR code, các bạn có thể quét mã QR code để tham gia vào room để có những bạn cập nhật các cái tín hiệu cũng giống như trả lời các cái câu hỏi của bạn thắc mắc trong phiên giao dịch, cũng giống như khi các bạn đang đang có cần để các bạn cập nhật lên lên room khi các bạn không thể liên hệ được với GITP qua kênh livestream, thì các bạn có thể liên hệ với GITP qua số điện thoại 0708 245 247. Và vừa GITP đây là ngày thứ ba về với ngôi nhà mới tầng SSI, GID là 2771. Nếu quý anh chị yêu quý anh chị có thể chuyển ID cũng giống như là mở một tài khoản mới ở SI để đồng hành cùng với GITP, tạo cho GITP những cái năng lượng để tiếp tục đồng hành với quý chị trong thời gian sắp tới các bạn nhé. Và trong ngày hôm nay thì GITP sẽ cập nhật với các bạn đó là vào những thời điểm này thì các bạn có thể thấy được là sau khi mà Viettel Global và FPT kéo nhóm công nghệ thì nhóm Viễn thông tăng tốc ngoạn mục, và các bạn có thể thấy là chứng khoán Việt Nam đã không còn là một cái sân chơi riêng của những cái cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu bất động sản. Các bạn có thể thấy được qua những thời điểm này thì những cái nhóm công nghệ với những đã có sự vươn lên mạnh mẽ, và các bạn có thể thấy được là vào những thời điểm này thì trong những cái công ty vốn hóa lớn ấy, của trên thị trường thì chúng ta thấy là có sự góp mặt của đầu tiên với là Vietcombank và BIDV, nhưng có sự góp mặt của Viettel Global, VGI nữa các bạn, và FPT vẫn là những cái cổ phiếu đang được góp mặt vào vốn hóa thị trường rất là lớn, hay là ACV, PVGAP, Hòa Phát đưa những cái đối trọng hồi xưa thì đó là Vinhome, Vingroup đưa vào xuống danh sách trong top 10 rồi các bạn nhé, xuống phía dưới rồi. Thì chúng ta có thể thấy là vào những thời điểm này thì cục diện đã thay đổi chóng mặt sau 5 tháng khi mà FPT đã leo từ thứ bảy lên vị trí thứ bảy, trong khi Viettel Global còn thậm chí leo lên vị trí thứ ba chỉ sau Vietcombank và BIDV. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sự kỳ vọng vào cái nhóm cổ phiếu bất động sản đang dẫn dắt thì cũng đã bắt đầu có những cái sự thay đổi khá nhiều. Nhưng đây là một cái yếu tố mà chúng ta sẽ cần phải xem xét lại. Và các bạn có thể thấy là rất nhiều nhà đầu tư thì tập trung vào những cái cổ phiếu như bất động sản. Tuy nhiên thì với những cái trend đi lên trend AI và cái chất bán dẫn thì các bạn có thể thấy là những cái triển vọng công nghệ cũng được rồi đánh giá và phân tích, thì cho thấy rằng là lĩnh vực công nghệ thông tin trong năm 2024 sẽ tăng trưởng ổn định ở mức 8% và có thể đạt được khoảng 5.100 tỷ đô nhờ kỳ vọng vào đầu tư vào Agile, vào bảo mật thông tin, AI và tự động hóa. Các bạn có thể thấy là như vậy. Và lĩnh vực phần mềm, lĩnh vực công nghệ thông tin cũng sẽ là tăng trưởng lần lượt là 13,8 cho đến 10,4% các bạn nhé. Cho nên là vào những thời điểm này thì chúng ta sẽ thấy được cái cán cân nó đã bắt đầu có sự di chuyển rồi đó. Và ngày hôm nay thì không để quý anh chị chờ lâu, trong khi mà khối ngoại thì liên tục bán ra thì trong quỹ cơ cấu quỹ tháng 6 thì họ sẽ có những cái danh mục mà khối ngoại ETF có một cái tổng quy mô khoảng 20.000 tỷ đồng thì có thể quy có cơ cấu trong tháng 6, và 4 cái mã CTR, EVF, KDH, TCH có thể lọt vào cái danh mục cơ cấu của khối ngoại tổng quy mô khoảng 20.000 tỷ trong tháng 6. Thì liệu rằng còn có điểm mua hay không, chúng ta cùng nhau phân tích các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với cái cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu CTR. Các bạn có thể thấy cổ phiếu CTR thì
đang 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 có một cái xu hướng là tăng rất là mạnh, thì chúng ta sẽ tìm thấy điểm cân bằng của cổ phiếu CTR trong ngắn hạn sẽ mua ở đâu trong ngắn hạn. Các bạn sẽ thấy được là cổ phiếu CTR thì hiện tại đang có một cái vùng cân bằng ở một cái vùng là trên thì có cái vùng kháng cự là 132.5 và dưới có một cái vùng hỗ trợ đó là vùng 126. Các bạn có thể thấy được là khi mà nó về đến cái vùng 126 thì các bạn có thể tham gia mua cổ phiếu CTR từ 126. Đấy, các bạn có thể thấy được cổ phiếu CTR có một cái điểm là 126 các bạn. Thì các bạn có thể thấy là đây là một cái điểm cân bằng của cổ phiếu CTR. Nếu có vùng 126 trong ngắn hạn thì các bạn có thể tham gia cái cổ phiếu CTR này các bạn nhé. Rồi, và cái điểm mà trong một cái xu hướng tăng của cổ phiếu CTR thì các bạn sẽ thấy là cái target của cổ phiếu CTR nó sẽ quay trở lại là cái vùng 148. Khi các bạn dám tham gia quay cái vùng 100 giá 126 thì các bạn sẽ có cái cơ hội mua đi lên đến vùng 148 để chốt lời với một cái lợi nhuận là để thì mình chia sẻ với các bạn đó xem lợi nhuận là ở bao nhiêu. Ở đâu đó khoảng 14,5% các bạn nhé, cổ phiếu CTR. Đấy, có những cái điểm vào ấn tượng thì các bạn có thể xem xét để chúng ta tham gia. Và có một cái cổ phiếu khác đó là cổ phiếu EVS. Lần này thì GITP lại chia sẻ lại với các bạn cổ phiếu EVS trong cái kỳ cơ cấu quỹ này thì cũng đang khá là ấn tượng. Thì các bạn có thể thấy là cổ phiếu EVS này nếu các bạn nào muốn tham gia thì như các bạn đã biết thì trước đó thì GITP đã chia sẻ với các bạn một cái tín hiệu tham gia ở ngay chỗ cái vùng 13.3 và đến cái điểm thời điểm lên 16.4. Đây là những cái đạt target thì chúng ta đã có những cái điều kiện để chúng ta chốt lời. Còn về mặt xa hơn thì các bạn sẽ thấy là cổ phiếu EVS trong vòng 2 phiên nữa, trong vòng 3 tiếng đồng hồ nữa sẽ có gặp những cái sự rung lắc và các bạn sẽ thấy rằng những cái vùng mà quanh cái vùng 14.9 đến 15.15 đó là những vùng mà các bạn có thể tham gia lại cổ phiếu EVS các bạn nhé. Còn hiện tại thì các bạn sẽ thấy rằng là trong những phiên tới cổ phiếu EVS sẽ rung lắc rất là khá mạnh, cho nên là chúng ta hãy chờ đợi những cái pha rung lắc của cổ phiếu EVS trong vòng 2 phiên tới để các bạn có cơ hội tham gia quanh cái vùng 14.915, lúc đó thì chúng ta mới quay trở lại lên thuyền. Và cái mục tiêu của cơ cấu của lần này thì nó sẽ có đi lên đến cái vùng là 19.8 các bạn nhé, 20. Đây là kỳ vọng của những cái cổ phiếu EVS. Chúng ta sẽ có một cái giai đoạn kiếm tiền khoảng 30% ở cổ phiếu EVS. Tuy nhiên trước khi đi lên thì nó sẽ có cần có những cái cú rũ về vùng 14.9, 15.2 thì lúc đó chúng ta mới tham gia được các bạn nhé. Một lần nữa, các bạn đang xem live stream của những cái cổ phiếu, những bản tin buổi sáng thì các bạn hãy cho dựa ATP những lượt like, những lượt chia sẻ các bạn nhé. Và các bạn cũng có thể thấy được là vào những thời điểm này thì chúng ta có những cái thông tin về trao qua chỗ SSI thì cũng các bạn cũng có thể thấy được là với những cái chỉ số của FTSE Việt Nam Index thì SSI Research dự báo là hai mã KDH và TCH có thể được thêm vào do thỏa mãn các điều kiện, và ở chiều ngược lại thì không loại mã nào. Và SSI Research lưu ý rằng là đối với trường hợp của KDH, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài còn được phép mua lại từ ngày 24 tháng 5 năm 2024 là 10,12%, sát với cái ngưỡng quy định tối thiểu của FTSE Việt Nam là 10%. Do đó có thể chia làm hai kịch bản. Đấy, các bạn có thể thấy là kịch bản 1 thì cả hai mã KDH và TCH có được thêm vào tỷ số FTSE Việt Nam Index. Và theo đó thì theo SSI Research thì ước tính quỹ FTSE Việt Nam Swap sẽ mua khoảng 5,2 triệu cổ phiếu KDH và 4,5 triệu TCH. Và ở chiều ngược lại thì VND và Novaland hai mã bị giảm thị trọng mạnh khi lần lượt bán ra là 3,8 triệu cổ phiếu và 3,7 triệu cổ phiếu của quỹ ETF các bạn nhé. Thì nói đến cái cổ phiếu như ETF thì chúng ta sẽ
KDH thì chúng ta sẽ có những cái điểm mua nào đúng không ạ? Trong ngày đầu tiên giao dịch của năm mới của cuối cùng với đồng hành với các bạn ở trên thị trường thì ITP đã chia sẻ một các bạn một cái điểm mua ở quanh cái vùng 31.5 và đã có những cái thời điểm đã chốt lời quanh cái vùng giá 34-35. Thì các bạn có thể thấy bây giờ nó đã quay trở lại những cái vùng mà cân bằng hơn. Thì một cái cổ phiếu như KDH thì chúng ta chờ đợi những cái vùng cân bằng, những cái vùng hơn của cổ phiếu KDH nó sẽ cân bằng ở vùng quanh vùng giá 34.6-35. Đó là một cái điểm mua của cái cổ phiếu KDH. Và khi các bạn tham gia đến thị trường thì các bạn sẽ thấy được một cái điểm hỗ trợ của cái cổ phiếu KDH quanh cái vùng 34.6 cho đến 35.15. Đấy. Thì đây là những cái cơ hội chúng ta tham gia cổ phiếu KDH. Và cái target của cổ phiếu KDH nó sẽ quay trở lại cái vùng 39 các bạn nhé. Thì các bạn cũng sẽ kiếm được ở đâu đó khoảng 15% các bạn nhé. Đấy. Còn có cái cổ phiếu mà TCH thì trong thời gian qua thì rất là mạnh đúng không ạ? Cổ phiếu của KDH thì đang tăng rất mạnh, thì rất nhiều nhà đầu tư muốn mua. Tuy nhiên vào những thời điểm này thì có một cái điều mà chúng ta rất là khó khăn để chúng ta đưa ra những cái điểm mua vào cổ phiếu TCH. Các bạn có thể thấy là khi mà cổ phiếu TCH đi lên quanh cái vùng 19 thì 19.8 này, thì đây là những cái vùng mà các bạn có thể thấy đỉnh lịch sử của nó là nằm ở cái vùng giá 23, và rất nhiều nhà đầu tư đã đau thương khi mà cái cổ phiếu TCH này đã bị kẹp hàng ở cái vùng giá 23, và thậm chí nó đã về ngay cả cái vùng giá 4. Thì các bạn có thể thấy được là khi mà cổ phiếu KDH ở trong năm TCH trong năm 2022 đã đưa lên một cái đỉnh cao mới, khi một cái làn sóng tất cả những cái cổ phiếu penny thời điểm đó thì đã gọi là xác ướp sống lại các bạn, thì đã đi lên từ cái vùng giá đã đi lên ở những cái vùng quanh cái vùng giá 11 đúng không ạ, 11.7, đi lên đến quanh cái vùng giá 23, và thậm chí rằng đến tháng 11 năm 2022 thì nó đã quay trở lại với vùng giá là quanh vùng giá 4. Thì các bạn có thể thấy được khi mà nó lên đỉnh ở cái vùng giá năm 2022 ấy, thì các bạn có thể thấy là nó đi vào tháng 17 tháng 1 năm 2022 đúng không ạ? Thì vào những thời điểm này thì sau đó đến tháng 4 năm 2020 tháng 11 năm 2022 thì nó đã có những cái pha gọi là quay trở lại với thị trường ở những cái vùng giá quanh 4. Cho nên các bạn thấy đây là một những cái cổ phiếu mà đang thu hút được các cái dòng tiền với những cái thông tin đưa ra là tích cực. Tuy nhiên với góc nhìn của GITP để mà các bạn là có thể tham gia mua được và những cái vùng cân bằng, thì GITP tin rằng là nếu các bạn tham gia ở cổ phiếu như TCH thì các bạn cần phải có một cái vùng cân bằng hơn ở quanh vùng giá 17.5 thì các bạn mới tham gia được. Chứ còn lại khi các bạn tham gia vào đây thì cái tỷ lệ an toàn nó không cao, và các bạn chỉ có ưu tiên cho những nhà đầu tư nắm giữ thôi. Còn lại vào những thời điểm này thì các bạn sẽ nhìn thấy trong trong mấy phiên tới. Tức là trong 11 phiên nữa thì các bạn sẽ thấy những cái rủi ro của cổ phiếu TCH, thì nếu nó quay trở lại được giữ vững được ở những cái vùng là 16.8-17 thì đó mới là những cái điểm mà các bạn có thể tham gia mua cổ phiếu TCH các bạn nhé. Thì GITP sẽ cập nhật với các bạn trong khi chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta đồng hành cùng với nhau trên thị trường. Và vào những thời điểm này thì các bạn có thể thấy được là ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy được là ở trên thị trường thì SSI Research thì có dự báo là hai cổ phiếu EVF và CTR thì có thể được thêm vào với một cái lý do, đó là nằm trong top 85% vốn hóa free float tích lũy trong các cái cổ phiếu đủ điều kiện. Và ngược lại thì rồi chỉ số này sẽ không loại cổ phiếu nào. Các bạn có thể thấy được là SSI Research ước tính là quỹ VanEck Vector Việt Nam ETF sẽ mua khoảng 8,9 triệu cổ phiếu EVF và 1 triệu cổ phiếu CTR các bạn nhé. Và như vậy thì GITP đã tổng kết lại cho các bạn trong những cái điểm mua ở các bốn cổ phiếu trong buổi sáng, và hy vọng rằng trong cái ngày thứ ba làm việc cũng sẽ nhận được cái sự ủng hộ của các bạn ở trên
bằng cách là mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán SI, thì ITP sẽ gửi đường link đính kèm các bạn ở trên chỗ comment chat các bạn nha. Các bạn hãy scan mã QR code, quét mã QR code để các bạn có thể tham gia vào room VIP để ITP trong thời điểm này sẽ dành tập trung để tư vấn cho các danh mục cho các bạn cơ cấu quỹ. Và ngày hôm qua thì ITP cũng có thử chuyển đổi các cái đóng tài khoản tại VPS bằng cách là bán toàn bộ chuyển toàn bộ danh mục mà không phải bán, các bạn chuyển toàn bộ danh mục qua cái tài khoản mới SSI 2771 và chúng ta chỉ mất khoảng 3 ngày để chúng ta chuyển chuyển qua từ VPS qua cái tài khoản SI mới các bạn nhé. Cho nên là cũng thực hiện một cách dễ dàng, thì các bạn chỉ cần ra phòng giao dịch của công ty chứng khoán VPS yêu cầu chuyển toàn bộ cổ phiếu của chúng của tôi ở trong tài khoản và chuyển qua tài khoản SI 2771 và các bạn sẽ sau 3 ngày các bạn sẽ nhận được cái cổ phiếu của các bạn. Và nếu các bạn đang gặp khó khăn gì ở trên thị trường, các bạn hãy liên hệ với ITP để biết được ITP sẽ chia sẻ điều gì qua số điện thoại 0708 245 247. Và trước khi kết thúc thì ITP sẽ chia sẻ với các bạn một chút xíu về chứng khoán phái sinh. Như các bạn đã biết thì ngày hôm qua thì ITP đã chia sẻ với các bạn điều gì, đó là khi chúng ta đã trong vòng ở đây thì ITP có một cái đường room cho những nhà đầu tư sử dụng cái tài khoản game và khách hàng có ưa thích những phái sinh thì chúng ta sẽ có những cái điều gì để chúng ta tham gia vào những thời điểm này. Thì các bạn có thể thấy được là ngày hôm qua thì ITP có chia sẻ với các bạn lúc 11:32 đó là các bạn sẽ thấy được là chiều 30 phút nữa sẽ có giá 1286, 1287 đấy. Thì các bạn đã thấy được là vào những thời điểm đó thì vào lúc khoảng 1 giờ thì ITP sẽ cập nhật với các bạn đó là gì, ITP cập nhật là những cái kèo ăn may và chốt lời cùng với các bạn để kiếm chút cà phê. Và các bạn cũng có thể thấy là ITP đã cảnh báo với các bạn ở ngay lúc mà 13:41 thì chúng ta đã có những cái cơ hội chúng ta kiếm tiền ở trên thị trường. Như ITP thì kiếm được một chút cà phê nhỏ nhỏ các bạn đúng không? Các bạn cũng có thể thấy là cũng cà phê chỉ có gần 3 triệu thôi. Đấy. Và các bạn có thể thấy được là khi mà ITP chia sẻ với các bạn mà không chốt lời có khi lỗ to, thì các bạn sẽ thấy là rõ ràng là khi mà thị trường chứng khoán phái sinh đã có một cái phá lao dốc từ cái vùng mà chúng ta đã tham gia. Và chúng ta có thể thấy được là khi tham gia thì chúng ta nếu không chốt lời, chúng ta không biết chốt lời điểm nào thì chúng ta đã bị thua lỗ khá nhiều khi mà VN30F1M đã có một cái đạt giảm là 15 điểm. Thì các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này thì những ai mà đang bị kẹt những cái cổ phiếu những cái chứng khoán phái sinh VN30F1M thì có thể liên hệ với ITP để có những góc nhìn tư vấn. Thậm chí đang có những anh chị khách hàng đang là khách hàng của ITP thì có short sớm từ ngày hôm trước, từ ngày 28 các bạn, thì short ở cái vùng 1282 thì nó hơi bị ngược dòng một chút xíu, thì anh cũng đã phải gồng, anh cứ tâm sự rằng là có phải gồng lỗ khoảng 10 điểm vào trong phiên ngày hôm qua, trong khi ITP thì chờ đợi ở 1282 để long lên và chốt lời, thì cũng đồng hành cùng với nhau để kiếm tiền thôi các bạn. Tuy nhiên rằng là khi mà anh hỏi ITP rằng dưới có nên chốt lời trong phiên ATC không, thì ITP nhìn thấy với các bạn là trước khi mở phiên ATC thì anh chia sẻ rằng là hãy chờ đợi thêm để có những điểm chốt lời. Thì diễn biến hôm nay sẽ diễn ra như thế nào trong cái phiên những phiên kế tiếp thì các bạn sẽ thấy điều gì. Hiện tại thì các bạn thấy rõ ràng là vào những thời điểm này thì sau những phiên giảm điểm thì nó giảm về cái vùng là 1275 và có những nhịp hồi. Tuy nhiên để mà thị trường có thể tăng lại vào những thời điểm này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cần ít nhất là hiện tại là như vậy thì chúng ta sẽ cần ít nhất là tám mười hai chúng ta phải sang đến buổi chiều các bạn, sang đến buổi chiều và đến ngày thứ sáu thì nó mới quay trở lại tăng được các bạn nhé. Cho nên vào những thời điểm này thì các bạn sẽ cần ít nhất là
Trong vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là sang buổi chiều, ít nhất là đến 2 giờ chiều thì nó mà có một cơ hội quay trở lại ở những cái vùng là 1, 2, 1, 2, 8, 7. Đấy. Cho nên là các bạn vào những thời điểm này thì các bạn trong vòng 3 tiếng đầu tiên thì chúng ta sẽ canh để khi mà nó có những cái vùng phá đáy thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta tham gia điểm long. Các bạn muốn tham gia điểm long thì các bạn hãy liên hệ với dưới ITP để các bạn có những cái cơ hội tham gia ở trong room game nhé. Mình sẽ gửi cái đường link để các bạn có thể tham gia vào đây, và các bạn có thể thấy khi mà nó xa đây thì nó có thể có những cái pha phục hồi quay trở lại 1283 đấy, 1283.3 và 1280.9 thì nó sẽ có những cái điểm phục hồi quay trở lại, sau đó nó lại tiếp tục giảm tiếp các bạn nhé. Cho nên là vào những thời điểm này thì khá nhiều anh chị muốn tham gia, thì trong ngày thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta nếu muốn tham gia thì chúng ta chờ nó sâu hơn một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ giống như anh Tùng thì sẽ chốt lời, còn mình thì sẽ cắn những cái vùng gọi là quanh cái vùng 1271, 1272 thì các bạn sẽ thấy được đó là những vùng mà nó có thể phá cái đáy 1271, 1272 thì nó sẽ xuống 1254 rồi các bạn. Còn vào những thời điểm này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là hiểu ITP đang nói những khung kế hoạch tiếp theo trong cái thời gian sắp tới nhá. Các bạn muốn đánh ngắn thì các bạn hãy tham gia vào tài khoản game dưới dưới ID của dưới ITP là BR8349 các bạn nhá. Đấy, để chúng ta có những cái lệnh, bởi vì là khi mà chúng ta tham gia tài khoản game ấy, chúng ta sẽ có chung cái sức mua, chung cái tài khoản khá siêu hấp dẫn và siêu ưu đãi, thì các bạn sẽ thấy là chỉ có 4 triệu một hợp đồng phải sinh thôi, thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để chúng ta đồng hành nhiều hơn, với chỉ khoảng 100 triệu thì các bạn có thể tham gia được hơn là sẽ có cái sức mua khoảng 500 triệu, và chúng ta có một cái chung tài khoản chung sức mua, và các bạn có đến 1.500 mã các bạn có thể tham gia cơ sở, cũng giống như là phải sinh thì khi chúng ta tham gia ở ở cái mạng đầu tư phái sinh thì giá trị ký quỹ thì là 4 triệu một hợp đồng, thì các bạn rất là thoải mái hơn để các bạn mà tham gia. Và dưới ITP sẽ gửi đường link để các bạn tham gia cái room game nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau hội tụ và để cùng nhau kiếm tiền ở trên thị trường. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này rất nhiều. Nếu các bạn đang gặp khó khăn cũng giống như cần tìm một người đồng hành tại công ty chứng khoán SI dưới ID 2771 thì dưới ITP sẽ là người tư vấn cho các bạn một cách minh bạch rõ ràng, và các cái điểm thời điểm nào chúng ta sẽ mua cổ phiếu và thời điểm nào chúng ta sẽ bán cái cổ phiếu ra để chúng ta chốt lời, đó là để tối ưu hóa lợi nhuận và nắm giữ được lâu dài hơn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin buổi sáng này rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn giao dịch thành công.